tiếp tục gián đấu thứ ba giữa Hiếu Dũng và Nghị Hoàng trong trận bán kết thứ hai đôi cầu lông đôi nam trong khuôn khổ hội thao công nhân viên chức lao động thị xã Tân Châu năm 2020. Mời các bạn xem tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đang dẫn trước điểm số 11 năm, hai bên đổi sân. Kết thúc trận đấu 27. Kết thúc trận đấu, đội Hiếu Vũ thắng đội Nghị Hoàng trong trận bán kết giải cầu lông đôi nam của Hội Thao Công nhân Lao động Viên chức thị xã Tân Châu năm 2022 với tỷ số 2-1.